Chào các bạn nhé. Chào các bạn yêu Lan. Video này mình truyền tải các bạn một cái nội dung rất là tổng hợp nhé, để dành cho những bạn mới chơi Lan và đang tập chơi Lan nhé. Tức là mình sẽ tổng hợp toàn bộ, toàn tập đấy, về cái từ cái cách thiết kế trồng Lan rồi chăm Lan như nào nhá, rồi đến phân thuốc như nào nhá. Nhưng mà cái này là video, tại vì thời gian nó có hạn thì mình cũng chỉ tóm tắt thôi, còn bạn nào muốn chi tiết từng cái hạng mục một thì các bạn phải đi vào cái video lẻ nhá các bạn nhá. Tại vì kể ra nó, nếu mà kể ra nó phải hàng tiếng hồ không hết. Nhưng mà nếu để họ đòi hỏi coi như là chi tiết thì các bạn đi vào các video lẻ thì nó tỉ mỉ hơn các bạn nhá. Đây cho các bạn xem sơ qua về cái vườn Lan của mình đây. Đây như cái cây đầu tiên này này các bạn này. Cái video lần trước ấy mình nói các bạn ấy về vấn đề vôi này, mình thả vôi này, vôi bột ấy. Cho mình tưới thì nó trượt bớt đi rồi. Cái này trị bệnh cực kỳ, phòng chống bệnh tật nấm mốc ở trong cái giá thể rất là tốt các bạn nhé. Vôi dĩ nhiên là không thể thiếu được. Đấy các bạn nhé. Nhiều bạn điện hỏi, khổ mình phát cái video, nhiều bạn điện hỏi nó cũng như là anh làm thế không sợ thui rễ. Đây các bạn nhìn này. Đây này các bạn nhìn này. Sau khi tưới cái nó trượt xuống giá thể các bạn nhé, vôi bột chúng ta phải dùng vôi bột. Sau khi tưới cái nó trượt xuống giá thể là nó ấy, nó sẽ thấm vào trong giá thể, nó sẽ diệt những mầm mống bệnh nhé, và nó hạn chế được rất nhiều côn trùng gây hại. Cái việc đầu tiên mình cũng nói các bạn này, toàn tập về trong cái vấn đề chăm Lan và trồng Lan này. Đấy thì là các bạn lưu ý cho mình nhá. Đầu tiên là các bạn đặt cái địa điểm giàn đấy, thiết kế, tức gọi thiết kế chọn địa điểm định trồng gian Lan đấy và đặt giò Lan đấy. Nếu các bạn không có giàn thì các bạn đặt vào cái vị trí nào cũng được, ban công hay là chỗ hành lang hay chỗ cổng hay gì cũng được. Nhưng mà cái điều đầu tiên các bạn nhé, các bạn phải chú ý đến tiểu khí hậu. Tiểu khí hậu thì bao gồm các bạn này, nắng là 1, gió là 2, độ ẩm là 3 các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy mình xây dựng một cái tiểu khí hậu này. Đây là mình làm trên sân thượng các bạn nhé. Các bạn nhìn chưa, mình quay hướng tầm dưới nhá. Đấy, tiểu khí hậu ấy. Thứ nhất là về cái tiểu khí hậu, mình nói sơ qua các bạn nhá. Tiểu khí hậu là các bạn phải tạo điều kiện cho một cái vườn của các bạn nó đầy đủ. Đấy. Thông thoáng này. Đấy. Có gió này. Lắng này, và phải có cái độ ẩm các bạn nhé. Độ ẩm thì các bạn có thể tưới, và các bạn có thể là cái độ ẩm của cái hơi nước này này các bạn này là cực kỳ quan trọng. Nếu mà chúng ta không có điều ẩm hơi nước này thì là không làm được như tôi này. Làm được theo kiểu như này là các bạn lưu ý nhé, cái trần của các bạn là cái trần, phải cái trần thế hệ mới đấy, tức là trần đời mới này, nó nhiều xi và nó dày đấy thì các bạn mới làm được cái này nhé. Trần của các bạn đời cũ ấy, các bạn không thể làm này đâu. Còn nếu không ấy thì các bạn dùng cái chậu nhé, các bạn nhé, cái chậu nhựa đấy, như là ở cái vườn Lan kia một số video đấy, mình quay ở vườn kia các bạn nhìn cái chậu ấy, thì là các bạn chọn lựa cái chậu đấy cũng được nhé. Đấy. Đây là mình thả bèo xuống để cho nó có cái màu xanh tươi mát của cái vườn tí.
Này các bạn nhìn này, như là nằm trên một cái ao, nhưng mà nó chỉ tầm độ trông, các bạn trông này thôi, khoảng tầm 2-3 phân thôi các bạn nhá. Nó không 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 được nhiều, à không nên cho nhiều, nhưng cho nhiều lặng mái ra nhá. Thành ra cây tuyệt vời luôn các bạn nhá. Một số bạn đến đây tại sao nhìn cái cây lan của mình nó to thế? Đấy, lý do mình có một cái khí hậu tiểu hiệu nó tuyệt vời luôn các bạn nhé. Đây này, gió này các bạn nhìn này, nhìn những cái tấm thẻ ghi tên chưa? Đấy, nó bay phất phới cả lá cờ kìa các bạn kìa. Đấy, vườn mình là bên cái cột cờ Tổ quốc nhá các bạn nhé. Đấy, gió nó phải như thế các bạn nhé. Thì các bạn nếu mà vào khu vực tù úng thì các bạn phải nghiên cứu, các bạn có thể là phải sử dụng quạt ấy. Đấy, đây là mình đang quay buổi sáng ngày Chủ nhật nhé các bạn nhé. Đây trước mặt các bạn này là một cái cây Ki 51 này, các bạn nhìn chưa? Đấy, mà ở vườn mình nó mập như này đây. Đấy, các bạn nhìn chưa, nó mọc khi các bạn không thấy thuốc men thì mình cũng không thấy thuốc men gì cả. Này các bạn nhìn tay chưa, đấy nó còn to hơn ngón tay mình nhiều. À, hai nữa là nắng nhá các bạn nhá, nắng gió này. Đây là các bạn nhìn nữa, nắng này, đấy nắng đang chói vào mình này. Đấy, các bạn nhìn chưa, ánh nắng này. Và của mình đây là mình làm cái dàn của mình thiết kế ở trên cái dàn này. Nó có cái nhà đây là hướng đông, về hướng tây chiều thì nó có cái tầng 2 của mình nó chắn. Đấy, chính vì thế tại vì sao cái dàn trên của mình không có lưới che các bạn nhé. Nếu cái dàn của các bạn ở trên này mà có cái tức là nó đông tây, hướng đông tây mà nó thông thoáng ấy, nó không bị gì khuất ấy, thì là các bạn phải che lưới vào nhé các bạn nhé. Che lưới, lưới diệt kim ấy, tùy theo cái mức độ lắng từng vùng một thì các bạn cho cái lưới đơn hay lưới kép. Đấy, để cho nó phù hợp với cắt nắng. Các bạn sao cứ cắt nắng khoảng tầm 60-70% là tức là gọi là cắt nắng chỉ khoảng độ 30-40% đi thôi, còn tức là nắng lọt qua là khoảng độ tầm 60-70% là ok các bạn nhé. Đấy là về cái vấn đề vườn. Hai nữa về cái vấn đề coi như là phân thuốc các bạn nhé. Cái vấn đề phân thuốc là một cái vấn đề cũng rất là nhiều bạn rất là nhức nhối đấy, và mình cũng từng trải qua thì mình hiểu đấy. Cái vấn đề phân thuốc ấy, thì là các bạn theo quan điểm của mình nhé, mình và nó cũng đã ra kinh nghiệm rồi, hạn chế phân thuốc càng ít càng tốt để đưa nó về tự nhiên các bạn nhé. Nhiều bạn cứ chia sẻ những cái phân thuốc, nói thực mình nghe mình đã đau đầu rồi, chưa nói sắm sửa. Cứ bạn này thì kênh này của bạn này thì là phân thuốc như này, kênh kia của bạn kia thì phân thuốc như kia, dùng kết hợp khoảng độ tầm 4-5 kênh vào nhau thì chắc là có một cái tủ thuốc đẫy luôn. Mình đi về cái vấn đề tự nhiên là chính. Đây là mình tiết lộ với các bạn về cái phân thuốc trong vườn thì mình chăm nó rất là đơn giản. Đấy. Đây. Đấy, thứ nhất là về cái vấn đề vôi này, mình có hai cái lọ vôi để dưới cái gầm này luôn luôn sẵn sàng này. Vôi bột và vôi tôi các bạn nhá. Để dưới gầm này. Đây còn phân thuốc mình để trên đây này. Tiết lộ hôm nay tiết lộ hết các bạn đây. Để mình ấy lại các bạn nhá. Các bạn nhìn chưa, cái khay phân thuốc của mình ấy để ở cạnh vườn ấy nó chỉ đơn giản này thôi. Tất nhiên nó còn cái phân tan chậm nữa, phân tan chậm thì mình vứt nó ở đằng kia cơ. Phân tan chậm thì nó định kỳ thôi, nó không phải sử dụng. Đấy nhá, mình kéo vào đây cho các bạn.
Về cái kích thích thì mình sử dụng cái hay sử dụng cái thỉnh thoảng thôi, sử dụng cái Hùng Nguyễn này các bạn này, Hùng Nguyễn nhá. Hai nữa đây là lọ cồn này các bạn này, lọ cồn để sát trùng mỗi khi ấy nhá các bạn nhá. Mỗi khi là chúng ta mỗi khi chúng ta 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 xử lý kích kỳ hay gì chẳng hạn, dùng cái dao kéo nhá. Hai nữa đây là cái lọ Ki Ki Pro đây, Ki Ki Pro của Mỹ này, mà cái loại dùng lâu lắm, mình dùng mấy năm nay thì này. Tại mình cũng kích nó cũng ít. Cái này keo liền sẹo các bạn biết rồi. Cái này là B1, B12 nữa các bạn này. Thỉnh thoảng chúng ta cắt kỳ hay xuống kỳ hay là thỉnh thoảng chúng ta tưới cho nó một tí. Tại cái này nó gọi là chống sốc mà. Giải độc, chống sốc. Đấy. Thế thôi, của mình thì thế thôi, còn đâu là cái dụng cụ này như các bạn nhìn chưa? À, cái này là cái chổi này, thỉnh thoảng là mình có quét vôi hay là nhiều lúc mình lấy cái tăm bông cũng được, để tăm bông đây. Mình lấy tăm bông này. À. À đây, mình tiết lộ các bạn cái này cũng là cái chọc kỳ của mình ấy, có chọc kỳ hồi xưa đấy nhá. Hồi xưa mình chưa mua cái khoan thì mình chọc kỳ bằng cái này rất là hiệu quả nè các bạn này. Các bạn lấy cái ống kim tiêm to nhá, các bạn mài nó bằng cái đầu đi này, mài hết cái nhọn đi. Và các bạn via xong rồi các bạn lấy cái một cái dây thép, lấy loại khung gỉ đấy. Các bạn xiên nó vào như này. Các bạn chọc vào thân, các bạn đùn nó ra nhá, cái này đùn nó ra. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Đấy. Kim tiêm nhá, đây là cái dụng cụ để mà chọc vào thân đấy, kích kỳ đấy. Đấy. Dao kéo này các bạn này, khoan này, banh này. À, mấy cái xi lanh này. Mấy xi lanh để hút thuốc ấy, để định lượng thuốc bao nhiêu mini các bạn nhá. Bao nhiêu ml ấy. Đấy, thuốc này rồi cái nạt buộc này. Thế đâu kia cái bó dây buộc này các bạn kìa. Đấy. Rất là đơn giản này các bạn nhá. Đây là cái con dao mổ này. Đấy. Đấy, dao mổ để mình thỉnh thoảng lách kia hay không gì nó rất là tiện. Đấy, còn nó đây trong đây có cả thêm cả cái lưỡi lam nữa các bạn này, lưỡi lam mình cắt vát đây. Đấy là cái dụng cụ và phân thuốc của mình, nó cũng chỉ đơn giản đây thôi, không có cái gì mà phải cần cầu kỳ đâu. Nhiều bạn nó cầu kỳ ghê quá, mà là các bạn nên nó đơn giản đi để chúng ta còn làm việc khác mà cây vẫn phát triển mạnh. Đấy là về vấn đề phân thuốc nhé, mình khuyên các bạn như thế. Còn các bạn hiểu rõ hơn thì các bạn sẽ đi vào cái những cái video tự nhiên. Đấy, đây là cho các bạn xem một số cái video mình để rất là tự nhiên nhé, một số cái cây. Cây HO đấy, cây HO mà trước mình quay của một cái video. Có một cái video các bạn xem cái video mà cách nhận biết cái hình ảnh đại diện đấy, cách nhận biết cây HO ở Phú Thọ đấy. Các bạn nhé. Các bạn nhìn mầm gốc chưa? Cây rất bé nhá. Thuộc cái cây này nó thuộc dạng chỉ khoảng độ tầm 3 phân thôi. 3 cm thôi. À, cái này nó khoảng tầm 4 cm này các bạn này. À, cái này nó chỉ tầm 3 cm này, rất là nhỏ nhá, nó kiểu dạng con dễn đấy. Đây đây là các bạn nhìn này, HO đấy nhá các bạn nhá, các bạn nhận ra không ạ? Đấy. Không phải kích, không phải thuốc men gì nhá, đến giờ nó tự nhiên, nó lên tự nhiên. À, đây này. Đấy, HO. Đấy. Còn ở đây là những cái cây HO mà mình mới xuống kỳ đây. Xuống kỳ được tầm khoảng độ tầm nửa tháng, như các bạn nhìn dễ chưa? Dễ phê chưa?
Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, nhìn chưa? Đấy. Này, các bạn nhìn này, dễ này. HO đấy. Nó khỏe cái là đặt ra đây cái nó bám ra thẻ ngay các bạn ạ. Còn cái cây mà các bạn dùng cái thuốc kích nhiều ấy thì là các bạn đưa nó ra ngoài thì là rất là khổ cái người chăm sóc. Còn nếu các bạn nào mà mua một cái cây ở một cái nhà vườn ấy mà họ hạn chế thuốc men ấy mà thiên về tự nhiên ấy thì là mang về các bạn chăm sóc rất là dễ, ít hiện tượng chết. Những cái cây nó mà mỡ màng ấy mà chưa ra rễ thì nó cây là bị thuốc nhá các bạn nhé, thuốc men nhiều quá đấy, các bạn về là rất nhiều bạn bị chết luôn. Nói thật với các bạn đấy. Đây như cây của mình cứ hạ xuống là cái rễ nó cứ bâm rồi này, các bạn nhìn chưa? Đấy. Đây mình cho các bạn xem một số cái cây cũng nách kỳ tự nhiên này, các bạn nhìn rất là tuyệt vời các bạn nhỉ. Này các bạn nhìn rễ chưa? Các bạn nhìn rễ chưa? Rễ phú thọ đấy. Đấy, đậy lên này. Đấy. Đậy lên này các bạn này. Rất là nhiều rễ ở dưới nhá. Đây. Đấy, dễ đấy. Đấy là cái vấn đề lớn thứ hai, vấn đề phân thuốc. Vấn đề thứ ba là vấn đề là các bạn chọn cho mình một cái nguồn giống, nguồn cây chuẩn nhá. Vừa nãy mình cũng đã đưa một tí về cái vấn đề cây rồi ấy. Tức là các bạn phải đỡ mất cái công chăm, sau khi mua 5 cánh trắng nó lại ra 5 cánh tím thì các bạn phải mua ở một cái khu nhà vườn uy tín, to hay nhỏ thì mình cũng không cần biết, nhưng mà cơ bản là về vấn đề uy tín đấy, về cái chất lượng của người ta đấy. Có người ta chỉ là xào xáo thôi các bạn ạ. Đấy, người ta theo kiểu lướt ván ấy, lướt sóng ấy, đầu tư lướt sóng ấy, thì là họ cứ mua cây ở đâu về xong họ lại bán, thì là họ không biết nguồn gốc, không biết cái rõ cái cây nó có chính xác hay không, thế cuối cùng là chết, dẫn tới chết hàng loạt từ người mua đến người lướt sóng. Đấy là các bạn chú ý về vấn đề chất lượng của cái nguồn cây nhé các bạn nhé, thì các bạn nên chọn những cái nơi uy tín để các bạn mua, và các bạn mua về cái cây nó được chăm sóc theo chế độ tự nhiên. Đấy. Như vườn mình chia sẻ một số cho anh em ấy, về là anh em rất là khen vì lý do cây nó vươn rất nhanh. Đấy. Vươn rất nhanh mà nó không bị chột, không bị rễ. Còn nó nhiều cái đối tượng nó lừa đảo ấy, nó manh động ấy, nhiều lúc cái cây của các bạn về tươi tốt ở người ta tươi tốt nhưng về là bị chết bởi nhiều lý do, ví dụ lý do chủ quan và lý do khách quan. Lý do khách quan là cái nguồn cây của người ở vườn người ta thì người ta chăm ở chế độ phân thuốc rất là nặng, nó sống về phân thuốc, về các bạn thì theo tự nhiên, thế là nó bị nó sốc môi trường. Đấy. Thứ hai nữa coi như là về phía chủ quan là họ cố tình họ đưa một cái lượng thuốc hoặc để làm cho cây đó chết, tại vì cây đó là cái cây giả dẫn tới chết, ví dụ như thuốc cỏ hay là chích muối mùng gì ấy, nhiều bạn cũng đã chia sẻ trên hội nhóm rất nhiều về cái thủ đoạn này. Đấy là những cái đối tượng buôn bán nan hoặc những đối tượng xấu nhé các bạn nhé, đấy là những người xấu. Chính vì thế coi như là các bạn hãy chọn cho mình một cái nơi cung cấp cây giống chuẩn nhất, đáng tin cậy nhất.
Đây cho các bạn xem cái hồng mỹ nhân. Cái hồng mỹ nhân của mình bây giờ nó cái dài nhất của nó cũng phải lấy được hơn 1 sen rồi các bạn ạ. Đây này. Hơn sen rồi. À đây có cái kỳ này ra hoa, mình nôi nó lên để lên đây để xem nó có lên không lên thì nó lại vứt đi. Đấy, cái kỳ này kỳ hai mắt này nó cũng lẩy rồi nè các bạn, à nó cũng ra hơi này phải hơn sen rồi. Đấy như thế này. Đấy. Cái kỳ hay là những cái mầm ấy mà được nuôi tự nhiên ấy, thì các bạn nên nhớ rằng rễ bao giờ nó luôn luôn nó ra cùng hoặc ra trước nhé các bạn nhé, ra cùng hoặc ra trước. Chứ còn đâu là những cái kỳ nào mà các bạn nhìn ấy, các bạn mua về nhìn ấy toàn cái thân dài thôi, à toàn cái mầm ra thôi nhưng mà rễ không ra, nó cứ trụi trụi. Thì là các bạn đấy là bị thuốc nhá các bạn nhá, nó lên là do thuốc ấy. Đấy, thì các bạn về chăm thì là rất nhiều người bị chết. Đấy, đây cho các bạn xem này. Đấy, rễ là rất dài nhá các bạn nhá, rễ rất dài nhưng mà mầm lại rất là ngắn. Đấy. Đây cho các bạn xem cái mầm này nó to, các bạn nhìn chưa? Đấy, mỹ nhân đấy nhá. Rễ rất là dài ở dưới này, nó bò ở dưới này. Đấy. Đấy là về cái vấn đề thứ ba, là vấn đề là các bạn lựa chọn con giống chuẩn nha các bạn nhá. Nuôi để các bạn tránh tình trạng mất công nuôi dưỡng nó 2-3 năm mà các bạn khi các bạn 2-3 năm mà thì là khi các bạn nhận lại cái thành quả đó để mà được một cái bông chính chủ thì là các bạn lại bị sai bông các bạn nhé. Những cái trường hợp đấy thì đau xót lắm, rất là đau xót. Đây nắng buổi sáng nó vào vườn mình các bạn nhìn chưa? Tràn ngập hết nắng nhá. Nắng buổi sáng là cái nắng rất tốt đấy các bạn ạ. Thành ra coi như là cái vườn các bạn nên bỏ những cái bức cái lưới tre phía đằng đông về buổi sáng đi. Các bạn nhìn chưa? Ánh nắng này. Bắt đầu nắng bùng nắng này đấy. Đấy, nó cơn mây nó lại đến, nó lại ấy đấy. Đây là cái khúc HO hôm nọ là mình cắt cái thân kỳ kia đấy. Cái thân cây kỳ kia xong rồi là còn cái đoạn trên này thì mình để đây, cái đoạn này rất khoát là nó sẽ ra hoa. Đấy, nhưng mà vì tám cái kỳ kia để nó khỏe mạnh ấy, thì là mình toàn phải cắt nhé, cắt nhưng mình không nách bất đắc dĩ nách thôi, còn nó cắt thì nó có cái dưỡng chất ban đầu nhé, dưỡng chất ban đầu ở cái khúc thân mẹ này để nó nuôi, tức là nó gọi là mồi lúc đầu ấy. Sau khi rễ nó bám giá thể nó tự nuôi thì lúc đó là nó sẽ không cần nữa. À, nhưng mà không cái gì bằng cắt thân nhá các bạn nhá, chứ còn nách thân là bất đắc dĩ thôi. Nách thân thì phải để nó già và nó căng thân, nó già dễ nó đầy đủ nó căng. Nách ra mà không có dễ thì là cũng ấy nhá, cũng rất là nguy hiểm. Đấy về vấn đề thứ ba, vấn đề là thứ tư nữa các bạn, thế này này, các bạn chế độ chăm sóc nhé các bạn nhé, các bạn phải lên một cái lịch, các bạn phải lên một cái lịch chế độ chăm sóc là nó phải làm sao nó đơn giản phù hợp đi. Các bạn còn làm việc khác chứ, như là tôi một ngày tôi chỉ nên, nếu đi làm nhiều hôm tôi chỉ nên tí tối thôi,
Hôm nay chủ nhật thì tôi lên này, còn tôi thì lên tí tối thôi các bạn nhé. Còn tôi hoàn toàn là có thể là tưới từ xa này. Mấy giờ rồi, tôi cũng có cái tưới tự động và từ xa, có nhiều lúc hẹn lịch cài đặt giờ đấy, là nó tưới tự động. Đấy, rất là nhàn. Chúng ta lên chỉ nên thăm với cả lên chỉnh đốn lại hay cái gì đâu, hoặc hôm nào rỗi thì tưới bằng tay các bạn nhé. Đây này, vòi, tôi cũng có cái vòi tưới bằng tay này các bạn này. Đấy, vòi tưới bằng tay nó rất là đơn giản rồi các bạn nhé. Đây này. Đấy, rồi đây là cái bình này, các bạn cũng sắm cho mình thêm cái bình này nhé. Cái bình này là cái bình để chúng ta ví dụ như là phun B1 hay B12 này, hay là phun một số cái kích thích cho cây, nhưng mà phun vừa phải các bạn nhé. Các bạn nên một cái lịch trình ghi rõ rằng coi như là 10 ngày phun một lần hay là 15 ngày phun lần, thì cứ tầm tầm đấy thì các bạn phun đấy, và phun cái liều loãng thôi. Nhiều lặng nó hay thui, cứ nhiều các bạn cứ lặng phân thuốc quá tại sao nó không ra. Đấy là cái về vấn đề các bạn phải lên một cái lịch các bạn nhé, tưới làm sao cho phù hợp. Ví dụ như cái trời mưa đấy, mà trời độ ẩm cao ấy, thì là các bạn tưới nó chỉ một lần trên ngày thôi, hoặc hai ngày trên một lần thôi, nó tùy theo dịch chuyển. Còn hôm nào mà nó khô khanh hanh khô đấy, thì các bạn có thể là tưới một ngày hai lần được, sáng và chiều tối. Đấy, các bạn phải lên cho mình một cái lịch. Đấy, rồi ngày nào phân thuốc ấy, các bạn nếu mà dùng kích thích hoặc dùng phân thuốc ấy, thì các bạn nên lịch rõ, và các bạn lưu ý cho mình là các bạn cứ cách nhau ít nhất nhé các bạn nhé, lần phun này tức là phân thuốc ấy, lần này phun này và lần sau phun này qua lá ấy, thì là các bạn cách cho mình ra 7 ngày các bạn nhé, cứ một tuần. Các bạn đừng có phun liên tục, hôm nay thì phun cái này, mai phun kia, nó ăn không hết đâu, nó ăn không hết là nó sốc ấy, dẫn tới sốc nó chết ấy. Chết, nó thui dễ này chết, nó nhiễm độc mà. Đấy. Tại sao coi như là các bạn đến là cứ bảo là cái vườn mình nó cây nó mập. Đấy, các bạn nhìn cây nó mập, mà mình chả phải là thuốc kích rễ nọ, kích rễ kia cho các bạn nhé, để hoàn toàn tự nhiên các bạn nhìn này. Nhiều nhà quảng cáo thì nó cứ quảng cáo như thế thôi các bạn ạ. Mình cũng chán này, cái bio rốt cái thứ lằng nhằng, cuối cùng mình cứ thiên tự nhiên, không cái gì bằng cái môi trường vườn của mình nó thông thoáng, độ ẩm đạt, ẩm thôi nhé các bạn nhé, đừng ẩm quá là dễ tới bệnh tật ấy, là cây nào cũng đẹp hết các bạn nhé, dễ. Đây các bạn nhìn này, mình có bao giờ mình sử dụng thuốc men bio rốt gì đâu, kích dễ mới siêu kích dễ gì đâu, các bạn nhìn này, dễ nó cứ đùn đùn ầm dưới. Đấy. Ầm dưới này các bạn nhìn này, còn kỳ này, kỳ nó tự nhiên này. Đấy, dễ này. Đấy. Đây các bạn nhìn chưa, dễ nó cắm dưới này. Đây. Các bạn nhìn chưa? Rất là phê. Còn là bây giờ là các bạn cố gắng làm sao mà hạn chế vấn đề, mình nói lại là các bạn hạn chế vấn đề chăm sóc nó thái quá, tức là nó thiên về tự nhiên nhiều các bạn nhé. Thôi hôm nay mình video này mình cũng chia sẻ với các bạn cũng tương đối dài về cái tổng hợp của một cái toàn tập về cái vấn đề chăm sóc, chế độ chăm sóc, thiết kế giàn này, chế độ chăm sóc này, rồi chuẩn cây giống này cho vườn lan của mình các bạn nhé, rồi dụng cụ phân thuốc như nào nhé. Thì mình chuyển tải, còn đâu các bạn
muốn cái nó chi tiết từng cái gì một ấy, thì là các bạn có thể xem ở video của mình. Và trên video nếu mà không có thì các bạn có thể là nhắn tin qua Zalo cho mình nhé. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Chúc các bạn có một ngày Chủ nhật bên gia đình và người thân yêu của mình hạnh phúc, vui vẻ và đầm ấm các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn.